Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 4 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện cơ chế chính sách đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể kết quả thực thi các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh đối với các cơ sở giáo dục trong từng năm học, từng cấp học, đồng thời làm rõ những khó khăn bất cập trong thực hiện cơ chế chính sách. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018 đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 15 cơ sở giáo dục ngoài công lập thành lập và đi vào hoạt động, gồm 9 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 4 trường liên cấp, thu hút hơn 4.600 học sinh. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có hơn 60 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bên cạnh những chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đối với các cơ sở ngoài công lập như chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa. Các chính sách này đã được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, phát huy hiệu quả thiết thực. Đến tháng 8 năm 2022, có hơn 20 trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã được miễn giảm tiền thuê đất, 9 trường được hỗ trợ kinh phí để trả lương, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ giáo viên với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn giám sát Đào Xuân Yên ghi nhận đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo thời gian qua đã tham mưu đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế chính sách phát triển mạng lưới giáo dục ngoài công lập, góp phần giảm tải cho giáo dục công lập. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Sở cần tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức cá nhân và toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tham mưu cho tỉnh xây dựng phương án quy hoạch, bố trí quỹ đất phục vụ công tác giáo dục, tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập phù hợp, dễ thực hiện, dễ đi vào cuộc sống. Ngành cần tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nội dung chương trình dạy học, đảm bảo quyền lợi chính đáng của giáo viên học sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Đoàn giám sát cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Chiều qua ngày 4 tháng 10, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra, chỉ đạo triển khai các giải pháp an toàn tại các khu dân cư có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện Mường Lát. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên đoàn công tác đã đi khảo sát các cụm dân cư đang có nguy cơ sạt lở dọc suối Sim tại xã Mường Chanh. Hiện xã Mường Chanh có 43 hộ dân với gần 200 nhân khẩu thuộc các bản Ngố, Cang, Lách, Piềng Tặt, Bóng và Chai đang ở trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống lũ quét. Đặc biệt, các bờ kè dọc hai bên suối Sim do người dân tự xếp đá gia cố không đảm bảo về kỹ thuật nên luôn có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn của nhiều hộ dân. Với cái khối lượng rất là lớn và bà con không đủ sức để làm và cái chuyên môn kỹ thuật thì bà con làm nó không có quy củ, như vậy là cũng... Và ở xã Quang Triều cũng có một điểm nữa, còn tầm khoảng 1 km, cũng có nguy cơ ảnh hưởng nếu mà để cái tình trạng này. Trong cái thời gian tới thì nguy cơ ảnh hưởng rất là cao đến nhà cửa cũng như là tính mạng nhân dân. Thì huyện cũng đề nghị với các ngành cấp tỉnh có cái khảo sát, đánh giá để trên cơ sở đấy kè khẩn cấp cho bà con nhân dân ở cái vùng này. Theo báo cáo của huyện Mường Lát, tại các xã như Quang Triều, Tam Trung, Trung Lý, Mường Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn và thị trấn Mường Lát đều có từ vài chục đến hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở vùng không an toàn trong mùa mưa lũ. Mặc dù hiện đã triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn tại các cụm dân cư, nhưng chỉ mang tính tạm thời, không khắc phục triệt để được nguy cơ. Do vậy, huyện Mường Lát đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng thêm các khu tái định cư, đầu tư các công trình chống sạt lở và triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo an toàn cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận những nỗ lực bước đầu của huyện Mường Lát trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đồng thời khẳng định việc đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính cấp bách.
Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Mường Lát trước mắt phải tổ chức di dời ngay một số hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là các hộ ở bản Chai, xã Mường Chanh. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, có biện pháp thông báo kịp thời cho các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn khi có mưa lũ. Huyện phải lập phương án xử lý khẩn cấp, kiên cố các bờ kè ở khu vực suối Sim thuộc bản Chai, xã Mường Chanh, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang giao các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh bố trí nguồn lực, đồng thời có các giải pháp hiệu quả căn cơ lâu dài để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Hôm qua ngày 4 tháng 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2022. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân giai đoạn 2021-2025 gồm Nghị quyết 192 về chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025. Nghị quyết 385 về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu giai đoạn 2021-2023. Nghị quyết 21 về cơ chế chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và Nghị quyết 185 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân giai đoạn 2022-2025. Trong đó, ngoài Nghị quyết 192 triển khai thực hiện trong 3 năm, các nghị quyết còn lại mới được triển khai từ 9 tháng đến 1 năm rưỡi. Theo các ý kiến tham luận tại hội nghị, trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế chính sách ngành nông nghiệp tại các địa phương đã bộc lộ nhiều khó khăn bất cập như điều kiện để thụ hưởng chính sách về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao là quá cao, việc đổi đất trồng cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng gai xanh nguyên liệu khó thực hiện do quỹ đất phát triển cây gai xanh chủ yếu là đất rừng sản xuất nhưng không nằm trong đối tượng hỗ trợ. Chính sách hỗ trợ mua thiết bị và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá khó khăn về xuất trình hóa đơn. Trên cơ sở ý kiến, đề xuất của các ngành địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, điều chỉnh bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất nông nghiệp. Hôm qua ngày 4 tháng 10, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chương trình Mỗi xã một sản phẩm cho các chủ thể có tiềm năng tham gia chương trình OCOP. Trong thời gian 3 ngày, các chủ thể có tiềm năng tham gia chương trình OCOP của 9 huyện, thành phố gồm Quan Sơn, Mường Lát, Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thường Xuân, Hà Trung và thành phố Sầm Sơn sẽ được nghe các giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về chương trình như tổng quan về chương trình Mỗi xã một sản phẩm, quản lý sản phẩm và chất lượng sản phẩm, tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, hướng dẫn xây dựng hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm và viết câu chuyện sản phẩm OCOP, hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và một số quy định về nhãn hàng hóa. Ngoài ra, các học viên còn được đi thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng sản phẩm OCOP tại tỉnh Hòa Bình. Đây là lớp tập huấn chương trình OCOP thứ tư trong năm 2022, giúp các chủ thể sản xuất định hướng rõ về nội dung, quy trình để hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm đạt theo yêu cầu để tham gia chấm điểm xếp hạng OCOP trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trước, trong và sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp đỡ nhân dân, đảm bảo sinh hoạt, bảo vệ tài sản hoa màu. Tại huyện Như Thanh, ngay từ khi bắt đầu có mưa lớn gây lũ lụt, lực lượng thanh niên xung kích do huyện đoàn và đoàn thanh niên các xã thị trấn tổ chức đã chủ động tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, dựng rào chắn và biển cảnh báo ở các tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt. Trước đó, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện, nòng cốt là đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang và khối các cơ quan doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa mùa. Sau lũ, các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục tham gia thu hoạch lúa, khắc phục thiệt hại về hoa màu, hỗ trợ nhân dân ở các khu vực bị ngập lụt, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Những hoạt động thiết thực hiệu quả nêu trên đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên, chung tay hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Chín tháng năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt trên 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ và bằng 77,3% kế hoạch năm.
Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của nhiều doanh nghiệp đối mặt với không ít khó khăn thách thức do giá nguyên vật liệu tăng cao, thị trường thế giới có nhiều biến động. Với đà tăng trưởng này, xuất khẩu năm 2022 được dự báo khả năng cao sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Xuất khẩu chính ngạch là chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn, với giá trị xuất khẩu đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 12% so với cùng kỳ. Sở dĩ có được đà tăng trưởng này là nhờ sự tham gia đồng đều của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như may mặc, giày dép, ván ép, răm gỗ, thủy sản, xi măng. Trong đó đáng chú ý, các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông thủy sản ghi nhận sự tăng trưởng khả quan với mức tăng trung bình từ 15% đến 20% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp xuất khẩu Thanh Hóa không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm mà còn nỗ lực hoàn thiện nhiều chứng chỉ quốc tế cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Nhờ đó, trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh gay gắt và nhu cầu giảm do lạm phát tại nhiều nước, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến từ Việt Nam vẫn được nhiều quốc gia đón nhận tích cực. Trong cái bối cảnh khó khăn đấy thì công ty vẫn cương quyết giữ vững cái chiến lược như lâu nay. Một đấy là có được cái giá tốt nhất để hỗ trợ khách hàng. Cái vấn đề thứ hai ấy là mình vẫn phải giữ được cái chất lượng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đa dạng sản phẩm. Và chính vì nhờ thế mà cái sản lượng và cái khách hàng của chúng tôi trong cái bối cảnh khó khăn này thì lại vẫn không ngừng mở rộng, giúp chúng tôi vượt qua cái giai đoạn khó khăn này và là tạo được cái nền tảng để cho tiếp tục phát triển tốt hơn nữa và bền vững hơn nữa trong các năm tiếp theo. Theo các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, quý 2 và quý 3 năm 2022 là giai đoạn thị trường thế giới có biến động nhanh và khó lường. Từ chỗ thị trường đang trên đà phục hồi tốt đã nhanh chóng chuyển sang trạng thái chững lại do lạm phát, kinh tế khó khăn, nhu cầu sụt giảm mạnh. Tình trạng đơn hàng bị tạm dừng hoặc hủy diễn ra phổ biến đối với các ngành hàng xuất khẩu đá, dệt may, da giày. Trước khó khăn thách thức, nhiều doanh nghiệp đã từng bước khắc phục và điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và mở rộng thị trường, đồng thời nắm bắt những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Nhờ đó, 9 tháng năm 2022, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều có kim ngạch xuất khẩu cao so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu hàng may mặc tăng gần 41%, giày dép các loại tăng 2,2 lần, tinh bột sắn tăng 64%, chả cá surimi tăng 23,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã có 189 doanh nghiệp trực tiếp tham gia sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tăng 42 doanh nghiệp so với năm 2021, xuất khẩu 55 chủng loại hàng hóa sang 53 thị trường trên thế giới. Thị trường may mặc này thì không những riêng Việt Nam mình, mà các nước lân cận, ví dụ Trung Quốc hay là Bangladesh, thì có những nước là cạnh tranh rất lớn đối với Việt Nam. Và kể cả Ấn Độ, một đất nước đông dân nhất nhì thế giới, họ cũng là đối thủ cạnh tranh đối với Việt Nam. Nhưng bù lại thì Việt Nam có một cái lượng công nhân lành nghề và tạo ra cái ngành may mặc có cái chất lượng rất là tốt. Chính vì lý do đó thì chúng tôi vẫn tập trung vào cái lợi thế của người Việt Nam là cái chất lượng là đảm bảo. Và quan trọng nhất đó là thời gian giao hàng uy tín và đúng thời gian đối với các cái nhà mà chúng tôi cung cấp cho họ. Theo cái quy luật thì cứ khoảng tầm tháng 10 thì bên phía châu Âu là bắt đầu phát hành những cái đơn hàng mới cho năm 2023. Thì hiện tại thì các doanh nghiệp đang thương thảo và cùng với đối tác để có những cái đơn hàng lớn nhất, tốt nhất. Và hy vọng thì các doanh nghiệp sẽ nhận được đơn hàng của các đối tác nước ngoài để đảm bảo cái việc công ăn việc làm cho người lao động cũng như hoàn thành cái kế hoạch kinh doanh. Theo tính toán của ngành công thương, để hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đề ra, 3 tháng cuối năm, toàn ngành phải đạt giá trị xuất khẩu trên 1,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 21,3% kế hoạch năm. Qua nắm bắt tình hình các doanh nghiệp cho thấy, những tháng cuối năm, thị trường sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, các đơn hàng dự kiến được bổ sung nhiều, giá cả ổn định. Cùng với đó, các đơn vị cũng sẽ chủ động gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tăng khả năng cạnh tranh nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng hóa. Dự kiến năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ, vượt 6,5% kế hoạch năm. Mặc dù pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới với mục tiêu quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn, tuy nhiên trong một số trường hợp, chính sách pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự phát triển. Vì vậy thì nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được coi là cú hích quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, từ
Từ năm 2016 đến năm 2021, Sở đã tiếp nhận phân loại xử lý 970 đơn khiếu nại tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân của tình trạng trên một phần là do người dân chưa phân biệt được rõ quyền sử dụng và quyền sở hữu đất. Vì vậy, Nghị quyết số 18 khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai, đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về đất đai để có rất là nhiều cái điểm mới. Theo tôi rằng là một trong những điểm mới đó là Trung ương đặc biệt quan tâm đến vấn đề hoàn thiện về thể chế. Trong đó thì có ba cái điểm theo tôi là rất là quan trọng. Điểm thứ nhất đó là vấn đề về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề hoàn thiện thể chế có liên quan tới xác định giá đất. Vấn đề thứ ba là vấn đề về liên quan đến vấn đề giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Và nếu chúng ta thể chế và thực hiện tốt nội dung này thì nó sẽ tạo ra một cái sự minh bạch trong vấn đề giao đất, cho thuê đất. Nó tránh được cái lãng phí đất đai cũng như là tránh được cái vấn đề tiêu cực tham nhũng trong vấn đề giao đất, cho thuê đất. Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng xác định nguồn lực đất đai được quản lý khai thác sử dụng đảm bảo tiết kiệm bền vững hiệu quả cao nhất. Thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất trở thành kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả. Tại nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương có định hướng về cái việc sẽ đánh thuế đối với những người mà có nhiều diện tích đất ở hoặc là có nhiều nhà ở. Thì tôi cho rằng đây là một cái chủ trương cũng rất là mới và đúng trúng để chúng ta kiểm soát tốt hơn cái thị trường bất động sản, thị trường đất đai để tránh được cái việc đầu cơ cũng như là cái thị trường ảo để đảm bảo cái quyền của người sử dụng đất nó được tốt hơn. Trên cơ sở kế hoạch 92 của tỉnh ủy thì Sở Tài nguyên Môi trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện cái việc xác minh giải quyết kịp thời các cái vụ việc thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai đảm bảo khách quan đúng quy định pháp luật, xử lý hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, nhất là các cái vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 92 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kế hoạch đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó đổi mới, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết dứt điểm kịp thời tranh chấp khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất. Thực hiện tốt nội dung nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời với việc thực hiện mục tiêu đến năm 2023, hoàn thành sửa đổi luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, đến năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 9 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có thêm một huyện và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là năm triển khai Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với nhiều tiêu chí mới và nâng cao hơn. Do vậy, thì Ban chỉ đạo các cấp đang phối hợp cùng các xã tích cực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. 9 tháng năm 2022, tỉnh Thanh Hóa có thêm một huyện đạt 50% và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 27,8%, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 36,3%, 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 57%. Với kết quả này, theo đánh giá của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, tiến độ thực hiện chương trình đang chậm hơn so với cùng kỳ mọi năm. Để thực hiện hoàn thành được cái chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 đối với các địa phương, khẩn trương hoàn thành cái tiến độ xây dựng các cái công trình để góp phần củng cố các cái chỉ tiêu, đặc biệt là các cái chỉ tiêu, các cái tiêu chí về cơ sở hạ tầng, tiếp tục phát động các cái phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để cho người dân tham gia hưởng ứng. Đối với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, chúng tôi sẽ bám sát địa bàn, phát hiện những cái điểm vướng mắc khó khăn ở dưới các cái địa phương, những nội dung công việc mà
vượt quá thẩm quyền hướng dẫn thực hiện các cái yêu cầu của tiêu chí, góp phần vào hoàn thành các cái tiêu chí trong cái bộ tiêu chí nông thôn mới. Nguyên nhân chính khiến tiến độ xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm chậm là do triển khai thực hiện bộ tiêu chí mới, nhưng Trung ương ban hành hướng dẫn chậm nên các địa phương lúng túng trong thực hiện. Nguồn vốn ngân sách đầu tư phát triển Trung ương phân bổ cho các địa phương chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Nhiều tiêu chí mới và nâng cao hơn cần nguồn lực đầu tư khá lớn, trong khi đó có đến hơn 80% xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới của Thanh Hóa là thuộc các huyện miền núi, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Do vậy, các địa phương đang khẩn trương hoàn thành các công trình dở dang, các nội dung phê duyệt thuộc vốn đầu tư Trung ương, tỉnh hỗ trợ, đồng thời rà soát các công việc theo tiêu chí mới để xây dựng phương án thực hiện, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, chung sức xây dựng nông thôn mới như hiến đất mở rộng đường giao thông, ủng hộ ngày công lao động thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Chúng tôi cứ vừa làm, vừa bám với các cái hướng dẫn được ban hành để tiếp tục hoàn chỉnh, củng cố. Và đến nay thì cũng đã có 3 xã hoàn thành được khoảng tầm 90%. Thì chúng tôi cũng phấn đấu là từ nay đến tháng 11 thì sẽ mời các đoàn của tỉnh về thẩm tra, thẩm định. Còn các cái xã mà đang còn khó khăn, chúng tôi sẽ tập trung vận động nhân dân cùng chung tay chung sức để hoàn thành các cái tiêu chí này. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 2 huyện 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian không còn nhiều, cùng với sự hỗ trợ hướng dẫn của Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp, các địa phương cần chủ động sáng tạo các cách làm để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2022, Thanh Hóa nằm trong top 10 tỉnh thành phố có kết quả thi hành án cao nhất với số tiền thi hành án hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Đây là nỗ lực quyết tâm rất lớn của lực lượng thi hành án dân sự Thanh Hóa. Tại huyện Quảng Xương, 9 tháng năm 2022 có 4 việc phải thi hành để thu hồi tiền tài sản bị chiếm đoạt thất thoát tương đương với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Đến nay, Chi cục thi hành án huyện Quảng Xương đã thi hành xong 4 việc thu hồi toàn bộ trên 1,3 tỷ đồng bị chiếm đoạt thất thoát về cho ngân sách nhà nước. Đơn vị đã đề ra những cái giải pháp. Thứ nhất là khi có án chuyển sang thì đơn vị tranh thủ giải quyết ngay, tiến hành ngay. Ngoài cái việc là giải quyết phối hợp với lại một số cơ quan như ngân hàng, công an, tòa án, viện kiểm sát, tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký đất đai, khi phát hiện có tài sản là phải phong tỏa ngay để cho đương sự tránh sự cái việc tẩu tán tài sản. Thứ ba đấy là nếu như xác minh không có tài sản thì đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành động viên đôn đốc gia đình và người thân nộp cho người phải thi hành để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thi hành xong 13,6 nghìn việc, đạt tỷ lệ 86% trong số việc có điều kiện thi hành. Về tiền, trong số có điều kiện thi hành, các cơ quan thi hành án tỉnh Thanh Hóa đã thi hành xong 817 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với năm 2021, vượt 19,4% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Quan điểm của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về cái giải quyết án kinh tế tham nhũng, cái thứ nhất là phải quán triệt đầy đủ các nghị quyết, cái chỉ thị của Đảng. Cái thứ hai là những cái quy định của pháp luật trong cái việc là thi hành án kinh tế tham nhũng nói riêng và cái án thi hành án nói chung. Thì cái thứ hai nữa là chỉ đạo sát sao đối với từng đơn vị, từng vụ việc để làm sao cái thi hành cái thu hồi cái án tức là kinh tế tham nhũng đạt được cái hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những lĩnh vực thi hành án đạt thấp, nhất là thi hành án trong lĩnh vực kinh tế và tham nhũng. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tổng số tiền và tài sản phải thu hồi trong các vụ án về kinh tế trên địa bàn Thanh Hóa là 1.400.000 tỷ đồng, trong đó mới thu hồi 380 tỷ đồng, đạt 27%. Đối với án tham nhũng chức vụ, tổng số tiền tài sản phải thu hồi là trên 21 tỷ đồng, song mới thu hồi được 5,2 tỷ đồng, đạt 25%. Nguyên nhân khiến việc thu hồi tiền tài sản trong các loại án kinh tế tham nhũng có tỷ lệ hoàn thành thấp là do quy định của pháp luật chưa hoàn thiện, còn thiếu chi tiết cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, do đó chưa tạo ra cơ chế thu hồi tài sản hiệu quả.
Nhiều bản án khi chuyển cho cơ quan thi hành án thì không thể thực hiện được vì không còn tài sản để thi hành. Trong cái thời gian tới để thi hành có hiệu quả án kinh tế tham nhũng thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban chỉ đạo phối hợp với các ngành tham gia tố tụng là phải tiến hành kê biên tài sản ngay từ cái giai đoạn là điều tra truy tố xét xử. Và đối với những vụ việc và đã được xét xử chuyển sang thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ chủ động tích cực làm sao để thu hồi triệt để cái tài sản tham nhũng. Đối với những cái án tham nhũng kinh tế thì thường giao cho những cái chấp hành viên là có những cái năng lực thực sự trong cái việc tổ chức thực hiện. Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa quyết tâm bằng nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao tỷ lệ hoàn thành thi hành án trong lĩnh vực kinh tế và tham nhũng, trong đó đặt mục tiêu thu hồi ở mức cao nhất tiền và tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho ngân sách nhà nước nhằm đóng góp vào thành công của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tại thành phố Thanh Hóa, tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đã đạt 98,6%, tiêm đủ 2 mũi cơ bản đạt 95%. Các trường học trên địa bàn thành phố đang tiếp tục phối hợp với trạm y tế tổ chức các đợt tiêm phép vaccine. Căn cứ trên số liệu rà soát, đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 của học sinh tại các trường học, trạm y tế tổ chức các điểm tiêm phép cố định và lưu động. Những trường học còn nhiều học sinh đăng ký tiêm thì tổ chức tiêm tại trường học, số lượng ít tiêm tại trạm y tế. Sau hơn 5 tháng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thành phố Thanh Hóa đã đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 là 98,6%, tiêm đủ 2 mũi cơ bản là 95%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường học có tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ còn thấp, chủ yếu là các trường tư thục. Đến nay thì cái tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh của nhà trường thì đạt trên 70%, so với cái tỷ lệ chung đang còn thấp hơn. Có một số lý do học sinh của nhà trường nó rải rác khắp các địa bàn ở thành phố và thậm chí là các cái huyện khác, cho nên cái công tác tuyên truyền cũng như là cái công tác vận động phụ huynh cũng sẽ gặp chút khó khăn. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục làm tốt cái việc tuyên truyền bên phụ huynh, tiếp tục phối hợp với trạm y tế để tổ chức tiếp các cái đợt tiêm tiếp theo cho học sinh để hoàn thành các cái chỉ tiêu. Tỷ lệ trẻ đủ 5 tuổi mà có thể tiêm vaccine được là 62 bé, trong đó trẻ đã tiêm mũi 1 là 10 bé, trẻ đã tiêm mũi 2 là 7 bé. Trong thời gian tới, trường mầm non Hoa Anh Đào sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế phường để tuyên truyền hiệu quả hơn nữa, để cho phụ huynh hiểu đúng về cái tác dụng của tiêm vaccine đối với trẻ, đảm bảo cái sức khỏe cho trẻ khi đến trường và tạo môi trường an toàn cho trẻ khi đến lớp. Với mục tiêu 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện được tiêm vaccine phòng COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Thanh Hóa yêu cầu ngành y tế địa phương liên tục tổ chức các đợt tiêm vét trong tuần. Những địa phương đơn vị có tỷ lệ tiêm thấp phải quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động để phụ huynh hiểu đúng, hiểu đủ về lợi ích, sự cần thiết của tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có rất nhiều quán nướng, trong đó có những quán đặt lò nướng ngay trên vỉa hè, lề đường. Đa số chưa thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường. Tình trạng khói, bụi than và mùi thức ăn bay ra môi trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hộ dân xung quanh và người đi đường. Đường Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa là một trong những tuyến phố tập trung nhiều quán vịt nướng. Hầu hết các lò nướng, bếp nướng đều đặt trên vỉa hè. Vào giờ cao điểm buổi trưa và chiều muộn, khói, bụi than bay mù mịt, khiến người đi đường, nhất là những người đi xe máy, xe đạp qua khu vực này, rất khó chịu và bị ảnh hưởng đến khả năng quan sát. Tại nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, các hàng ăn quán nướng mọc lên khá nhiều. Từ những nhà hàng chuyên đồ nướng được đầu tư cơ sở vật chất quy mô bài bản, đến những quán vỉa hè, thậm chí đơn giản chỉ là những quầy hàng trên xe đẩy, lò nướng di động. Mặc dù các hàng quán này đều có ống khói, lồng chụp, nhưng hầu hết chỉ mang tính hình thức. Bởi độ cao của cột ống khói đa số đều không đạt yêu cầu, khiến khói bụi bị quẩn quanh xung quanh khu vực bán hàng, ảnh hưởng đến người đi đường và các hộ dân sinh sống lân cận, cũng như trật tự và mỹ quan đô thị. Mặc dù chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng của thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra nhắc nhở, xử lý vi phạm, nhưng tình trạng nêu trên vẫn chưa được khắc phục. Qua cái kiểm tra thì người chúng ta cũng phát hiện được một số sai phạm, thì là cũng đã lập biên bản để xử lý kịp thời, yêu cầu các hộ chấp hành đúng các quy định của pháp luật
tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, nhưng các hộ kinh doanh cũng phải đáp ứng được, đảm bảo được cái đảm bảo về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, đáp ứng được cái nhu cầu kinh doanh lành mạnh và phố phường sáng xanh sạch đẹp. Đối với các quán mà nướng mà có vi phạm về môi trường đó thì chúng tôi sẽ cương quyết, đặc biệt là đối với hộ chúng tôi đã ban hành quyết định xử phạt rồi là sẽ cương quyết là xử lý. Tuy nhiên là trên địa bàn thành phố cũng nói chung và địa bàn phường nói riêng thì cái việc mà về cái mưu sinh cuộc sống thì vẫn có cái chuyện là, nhưng mà không để cái mức độ là khói bụi lớn xảy ra. Thành phố Thanh Hóa đang tập trung xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Trong đó, việc giữ gìn trật tự đô thị và bảo vệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp là một nội dung rất quan trọng. Do vậy, cần phải sớm chấn chỉnh, lập lại trật tự văn minh trong hoạt động kinh doanh nói chung, kinh doanh đồ nướng nói riêng, vừa để phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân, vừa hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Chuyển đổi số, một phương thức phát triển mới của đất nước, mở ra một không gian mới cho sự phát triển. Chủ động sáng tạo ra các giải pháp mới, chủ động thiết kế và làm ra các sản phẩm mới có chứa trí tuệ của người Việt Nam. Vì khi làm chủ được công nghệ, chúng ta mới có thể vươn tầm ra thế giới. Ngay chuyển đổi số quốc gia năm 2022, chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Chương trình thời sự đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.